Kính chào các quý ước tài. Trở lại với kênh em Hoàng Xe Tải. Video này dành cho các quý ước tài đam mê mẫu xe Ben 2 cầu dầu nhá. Đam mê mẫu xe Ben 2 cầu dầu. Ở đây em đang có mẫu xe Ben 2 cầu dầu 2 chiếc, 2 mẫu được bán tại TMT. Đó là chiếc hộp vô toàn 45 2 cầu dầu của TMT Sinotruck, của hộp vô Sinotruck. Thứ hai đó là chiếc của TMT của Long Thuần nhá, TMT Thuần, không có Sinotruck gì hết. Đây là chiếc 8 tấn cầu dầu. Tải trọng chuẩn xác của em nó là 7.9 tấn. Đời 2022 nhá. Con này chạy lớp 9. Còn em này thì chạy lốp 1.100 nhá. Cũng đời 2022 luôn. Thì em xin báo giá chiếc xe này là 810 triệu đối với chiếc hộp vô siêu chắc 845 2 cầu dầu chạy lốp 1.100 nhá của hộp vô đấy nhỉ. Chiếc xe này thì đang được bán cho Cao Anh Vũ rồi. Thì xe có cái tài lấy em sẽ lấy xe khác từ nhà máy. Chiếc xe này thì chạy lốp 1.100 chữ 20. Và sử dụng con máy là 160 mã lực cho vòng tua 2.800 vòng trên phút. Máy của hộp vô nhá. Thùng là 6.9. Còn đối với chiếc Cửu Long 7.9 2 cầu dầu này thì nó chạy lốp 900-20 nhá. Nó chạy lốp 900-20, hai lốp đều sử dụng loại lốp DLC, một cái DLC một cái là SRC nhá. Em này thì đang có giá là 684 triệu, giảm giá xin xuống còn 680 triệu nhá. Để ủng hộ cược tài từ đường xa về. Đấy, 680 triệu thì chiếc xe này là tôi sử dụng lốp 9 này. Còn con máy của em nói thì con máy của Uchai, cũng ở Uchai nhưng mà theo tiêu chuẩn của Cửu Long, và công suất là 140 mã lực nhá. Vòng tua là 2.800 vòng trên phút nhá. Xe thì có xăng turbo rồi. Thành thùng của em này thì là 6 hối rưỡi thôi. Đấy. Thì bác tài nào thích xe nào thì gọi cho em nhá, 0383368918. Thì bây giờ em sẽ đi vào chiếc hộp vô luôn. Chiếc hộp vô siêu chắc này trước. Thì chiếc này thì nói thật là về cái tầm tiền của nó đã vượt bật vượt hơn rất là nhiều so với chiếc kia rồi. Thì nó có gì hơn ạ? Thứ nhất là xe này là xe của hộp vô nhá. Xe của hộp vô. Chất lượng máy sẽ khác. Xe thì dùng loại lốp là 1.100-20 loại lốp là SRC nhá. 1.100-20 lốp SRC, đường kính mayo bánh xe này là lên tới là 30. À không, ở trước cũng là 28, đường kính này là 28, đường kính sau cũng là 30. Ốc tắc kê thì là lên tới là 10 ốc tắc kê nhá, không phải 8 ốc tắc kê trên trước kia. Trên này là 10 ốc tắc kê. Lốp 1.100. Cầu trước thì là cũng là cầu 6 tấn thôi, hai xe giống nhau. Cầu này là cầu 6 tấn cầu 6 tấn thuộc dạng cầu nhanh nhá. Cầu nhanh bác tay nào bổ Trường Hải với con này chạy đường trường thua thì hộp vô thua thì nhìn xem lại nhá, con này là cầu nhanh. Là cứ an tâm đi, không thua dòng nào đâu, khuya tải đi rừng thì vẫn chất lượng rất là ok luôn. Nhíp lá ở đây thì là loại nhíp là 13 lá nhíp thay vì là 9 số lượng là 9 lá nhíp với độ dài là 13 mm thay vì là độ dài là 9 mm trên trước kia. Đây tổng số lượng là như là 9 lá nhíp. Đấy, rất là dày đúng không ạ? Và có thể nói là khung gầm bệ của em này rất là thoáng. Chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp luôn. Xe của dòng hộp vô rất là thoáng. Xe thì có sẵn là có hơi có điện nhá. Cũng như được có sẵn dàn làm mát rồi. Như ở đây thì có, chúng ta có thể để ý đây là chi tiết là để chắn đá va vào cái két nước làm mát. Đấy, ở trên trước của Long kia không có. Đấy là phần phối bộ cấu trúc của em nó. Thì con máy này như nãy em vừa nói thì con máy của em nó là 160 mã lực, vòng tua là 2.800 phút. Nhưng máy này máy của hộp vô nhá, máy của hộp vô chứ không phải máy của Long. Máy hộp vô xe cũng có sẵn turbo và ống thở rồi. Đây là ống thở này. Ống thở của em này khá là cao nhá. Cái nước làm mát đây. Chassis của hai xe giống nhau nhưng mà chassis của em này thì đối với chassis phụ thì cũng là một lớp nhá. Nhưng mà em thấy là có độ dày hơn một tí, hơi dày hơn một tí thôi. Đấy, dày hơn một tí. Thành thùng của em này thì dài tới là 4m04. Tổng bằng thùng là 6.9 nhá, gọi là 7 khối cũng được. 6 khối 9 có hai bửng nhá. Hoàn toàn có thể cơ thêm được, như vậy là thùng nó to hơn rồi. Đường kính TBN thì vẫn là đường kính TBN 180mm nhá. Đường kính TBN 180mm. Là cán chia giống nhau. Dùng cho lực dầu. Bình dầu này thì là bình dầu 160 lít chứ không phải 140 lít nhá. Về phần cầu sau thì nhíp sau thì vẫn là loại như là 13 mm, tổng vẫn là 20 lá. Đây tổng vẫn là 20 lá nhưng có thể thấy là cái đây như cái phần này, những phần giá đỗ này, giá đỗ nhíp của em này thì thật là chất như nước cất luôn, được che chắn rất cẩn thận. Đúng là xe của Volvo hơn 8 triệu khác, nó phải chất lượng khác bọt. Ở đây thì là cầu dầu của Volvo nhá. Đây chúng ta có thể logo xin HTC ở giữa này.
Tất cả những cái chi tiết phụ tùng này thì là đều sẽ được nhập khẩu nhá, được nhập khẩu về và lắp ráp tại bên em. Cái cầu 16 tấn đường kính Mayer phía sau là 30 mm rồi. Và đây mới là chính là bộ cầu ăn tiền của con hồ vồ này. Đấy, bộ cầu này thì khá là giống bộ cầu trên chiếc ba chân nhá. Ba chân nhưng chiếc ba chân thì cầu nó sẽ cầu nó hơi vuông vuông một tí, còn này cầu tròn. Đấy, cầu tròn, cầu dầu 16 tấn, 16 tấn hơn hẳn Trường Hải nhá, hơn hẳn Trường Giang luôn nhá. Trường Giang 13 tấn, Trường Hải cũng 13 tấn. Còn này là 16 tấn. Đấy, còn bộ nhíp lá đây, đây là chính là bộ nhíp lá của em nó, 20 lá nhíp dày khá là dày. Về sassi thì em này cũng lại sử dụng loại sassi là 8 cộng 5, vẫn là 8 ngoài 8 trong 5. Tổng là 13 mm nhá. Đấy về bộ sassi của em này. Và chúng ta đi sang chiếc kia nhá. Rồi. Như cái biển này thì là nếu mà có cứu tài của em thì em sẵn sàng của cứu tài thôi. Đấy, nhưng mà không sao cả, cái này thì thường thường lắp một biển là 500, em ủng hộ cho quý tài thêm 200 các bạn. Đấy, và chúng ta cùng đi đến với chiếc Cửu Long 7.9 hai cầu dầu. Chiếc này nói thật là rất là hot, mới ra rất là hot, nó cạnh tranh trực tiếp với dòng sau 7.7 đây. Thì tại sao nó hot vậy thì bây giờ chúng ta cùng khám phá nhá. Ở phía phần cầu trước của này thì chiếc xe là sử dụng loại lốp là 900/20. Lốp này thì lốp DRC chứ không phải lốp RC nhá. DRC bố vải lốp 900/20. Đây, ốc tắc kê thì là chỉ là 8 ốc tắc kê thôi. Đường kính Mayer thì vẫn là đường kính 28 cm. Cầu dầu nhá. Cái con đều là cầu dầu. Cầu trước của dòng này thì là loại cầu là 6 tấn nhá, so với cầu 5 tấn rưỡi ở đời 2021. Mặc dù là chung một thông số trên phía ống kiểm nhưng mà ở trên đời này thì chiếc cầu này được thay to hơn rồi để tránh việc phải xin lại đăng kiểm của người tài ạ. Cầu 6 tấn nhá. Số lượng lá nhíp ở phía trước thì vẫn là loại nhíp là 8 mm. Đấy, như em hôm nay vừa nói 8 mm chứ không phải thay 13 mm ở giống với cầu sau như trên chiếc hổ vồ. Đấy, số lượng lá nhíp thì vẫn là 9 lá nhíp thôi, còn độ dày thì chỉ 8 mm thôi. Chiếc xe này là rẻ hơn, tính ra là rẻ hơn đâu đấy là tầm khoảng gần gọi là gần 150 đấy, là 150. Phải lốp là 900/20 này. À, chiếc này thì sử dụng lại là cabin đơn nhá, còn em hổ vồ này thì lại cabin kép nhá, nên là cái cabin sẽ rộng hơn một tí. Đấy, về con máy thì con máy là 140 mã, 140 mã của yêu trai, máy của thần Cửu Long theo tiêu chuẩn Cửu Long chứ không phải máy hổ vồ. Xe có xăng turbo mà 140 mã, 2.800 vòng/phút là vòng tua của em nó. Bốn máy cũng lại sử dụng lại phun dầu điện tử, không phải là máy cơ nhá, đây gọi là máy điện. Đấy là con máy của em nó. À, xe thì cái xe thì nó có là hộp số phụ nhá, đều có tầng nhanh và tầng chậm. Nhưng có điều là ở trên em này thì sẽ nhỏ hơn một tí. Đấy, nãy là em quay video về cái số của này thì ông cái tài là xem rõ rồi đấy. Bác tài nào còn muốn xem kỹ thì có thể lục lại nhá. À, đây là cái bầu hơi của nó. Thì xe này có thành thùng chỉ là 6,5 thôi, 6,5 dài 3m76 thôi. Xe này thì ưu tiên là chở keo nhá, chở keo, chứ còn chở vật liệu thì chắc là nó sẽ thua em kia. Vì là cái zin thùng, bằng thùng của em nó sẽ không to được bằng như thế rồi. Về cái phần sassi phụ này, sassi phụ này thì là có thể nói là cũng gọi là mỏng hơn một tí. Đấy, mỏng hơn một tí. Nếu mà như này thì nếu mà gia cố thêm sassi thì chúng ta có thể gia cố thêm nhá. Cái này hoàn toàn điều bình thường. Tiben thì xe hai xe thì đều sử dụng chung loại Tiben là 180 mm nhá. Có điều là cái này là cái gọi là cái này nó đường kính nhỏ hơn một tí. Mặc dù là cái Tiben kìa, cái Tiben này đều là 180 mm nhá. Đều sử dụng loại trợ lực dầu càng chữ A. Đấy, tiến về phía sau, ở phía cầu sau thì có thể nói ở đây là nhìn về phần cái phần gọi sassi nhíp, nhíp thì có thể nói đánh giá này cũng gọi gần tương đương, gần tương đương với em hổ vồ kia, khi mà thiết kế nhíp ở cầu dầu này thì gần giống nhau. Đấy, trên chiếc Cửu Long này cũng gần giống nhau, đều là dài 13 mm và tổng là 20 lá nhíp nhá. Tổng là 20 lá nhíp, 13 12 lá nhíp chính và 8 lá nhíp phụ nhá. Dài 13 mm. Rất là ok. Hai nhíp thì gần tương đương nhau. Lốp thì xe thì vẫn sử dụng loại lốp 900/20 chứ chiếc này. Còn đường kính này, đường kính Mayer, đường kính Mayer của xe thì là ok, 30. Chỉ có khác màu thôi. Vẫn là 30 nhá, cầu này cầu Cửu Long. Đường kính 30, vậy là đường thấy đường kính cầu tương đương nhau. Vậy thì cái tải trọng cầu sau tương đương nhau đúng không ạ? Và tải trọng cầu sau thì em này là cầu vuông nhá, cầu vuông chứ không phải cầu tròn. Cầu vuông này thì là chỉ là 13 tấn thôi, 13 tấn thay vì chiếc 10 tấn ở trên đá 2021. Nên là bác tài nào nếu mà cứ thấy đại lý bán 2021 thì chúng tôi thật là không cứ tài không xuống nha.
lấy 2022 cho cầu to số to vừa tải ạ, chạy nó không bị lỗi cầu, không bị lỗi số. Đấy chỉ có một số con thay cầu mà em chọn thì nó thay lên cầu 13 tấn thôi mới là ok thôi. Đấy. Chiếc xe này thì thuộc loại chassis là cũng loại chassis giống nhau là 8.5, vẫn là loại chassis đấy. Đây là chassis chính nhá, không phải chassis phụ. Chassis chính thì là 8.5. 8.5 mm. Tổng là 13 mm. Đấy. Với một chiếc xe là có tầm giá là 600 gọi là 680 đi. Cũng một chiếc xe hổ vồ kia có giá 810 thì quý tài là sẽ chọn dòng nào? Thì đấy là lựa chọn của quý tài nhá. Còn bác tài đặt dòng nào thì gọi cho em 0383 368 978, em hoàn toàn trả máy tên Cửu Long sẽ tư vấn kỹ về hai dòng này cho quý tài. Và cuối cùng em xin kính chào tất cả quý tài.